con xin gửi lời chào ngoại nha. Ngoại có thể cho con biết là ngoại là năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi không? 81. 81 tuổi rồi. Mà ngoại hái rau như vậy á, là mỗi một ngày ngoại kiếm được bao nhiêu tiền? 20 mà. Bậy nha, thằng trai. Giờ ở nhà có đứa con một, nó nghèo, nó đi bằng mướn sẽ ăn không? 200. Rồi mình đi kiếm tiếp nó chứ, để của mình rồi xài. Để nó đưa nữa xong, còn đủ ăn, không có ngủ, không có giường vậy chứ. Cái người mà đi 27 năm bữa gửi người ta băng 20, 30 cũng có, mà 20 cũng có. Dạ. Rồi ngoại hái như vậy là ngoại ra chợ ngoại bán luôn hay là người khác bán cho ngoại? Ngoại người ta bán á. Dạ. Chứ đâu có đi. Đi chợ hôm đó đi chợ mua đồ băng bảy nó đồ bán cái rồi mấy ông nó không cho đi chợ, già không cho đi chợ, thế giờ tôi nghĩ tôi hái rau vậy. Dạ. À, ngoại được mấy người con ngoại? Có một đứa à. Dạ. Con đứa con gái rồi nó ở chung. Nó có chồng sinh nó gì nó có mình ơi nó sinh bà cha nó chết rồi cái xin chị xuống cho gì nó ở. Dạ ngoại cho con hỏi là ông ngoại còn không ngoại? Ông ngoại chết chân. Chết chân. Ông ngoại bà ngoại cũng nói gì chết chứ ông ngoại tôi chết chân. Có nghĩa là bây giờ là ngoại thấy người con ngoại cực quá. Dạ rồi ngoại cũng lội đi bẻ rau như vậy để giúp tiếp cho người con ngoại ha. Để nó cũng đi nó đi bán ra mua rau chỗ bán vậy đó mua mà cải dưới leo mua này kia nọ vài món bán khá không ngoại? Trời ơi nghèo chú ơi không có ruộng có vườn đất gì có nhà không à đâu có ruộng có heo gì rồi đó tới giờ ở đây gì bằng ấy ăn không à. À ngoại hái cái mớ rau này bao lâu rồi ngoại? Hái hoài, hái cho hoài nha quỷ, mẹ hồi mấy ổng không cho đi, chứ giờ tôi đi lẩu, bữa chừng này cái gì rồi đó, lẩu đi chừng này cái gì rồi. Trời ơi. Giờ cái sáng cái nó quẩy nó đi bán giùm, thì đâu có đi, lẩu mà uống gì mệt thì nghỉ, mệt nghỉ 81 tuổi rồi. 81 tuổi nha ngoài. Ừ, 81 rồi đó. Con thấy ngoại thưa dành tình cảm đặc biệt cho người con của ngoại quá. Trời ơi, nó không nuôi tôi, ai nuôi? Trời, ăn cơm của nó mà có tiền xài chút đỉnh vậy đó. Người con của ngoại là con trai hay là con gái ngoại? Con gái. Chị năm nay được nhiêu rồi ngoại? Nó bốn mấy tuổi rồi, nó tuổi tí cho gì? Gần 50 rồi. Tới giờ đẻ nó người tới giờ hồi hàng ngoại hái rau hồi sáng giờ luôn hả gì? Hái hồi sáng tới giờ chứ tới đây rồi đó giờ lợi đập mày đi ra gì tới nhà. Dạ ông chồng bả mà bả mất rồi. Dạ chồng. Chồng của bà mất rồi hả chị? Ừ, chồng bà mất mấy năm nay rồi. 2-3 năm rồi. Ừ, tội nghiệp bà đó. Dạ, rồi bà cụ ở đâu lần chị? Bà cụ ở sát chùa nè. Ừ, sát chùa luôn. À, mình hỏi nhà là ai cũng biết hết chị? Ừ, bà. Đèo á. Đèo. Ừ, kế bên này chú ra ngoài đó là chú gặp à. Dạ. Chị có thấy cụ lội thường không chị? Ngày nào cũng đi hết trơn. Ngày đi hái này nữa bà đi bán. Bà kiếm tiền ăn hàng ngày đó, tội nghiệp bà đó. Tôi bữa hổm chắc chưa rồi nè tôi thấy đồng nghiệp tôi mua cái bánh bao 15.000 cho bà ăn bà đi thôi tao trả tiền cho thôi bà đi cứ bà ăn đi mà ngoại lội vô bụi gì mình sợ gắn gít nữa đó gít rồi với phần ba cái mật dắt rồi cắn bà cũng ấy nữa phải tội lắm cái có gì giúp đỡ bà cụ đi chút. Dạ ba tôi 95 tuổi rồi bà ổng tai biến mà đi vòng nhà vậy đó còn ba có ba con còn mà 95 tuổi rồi đó, minh mẫn lắm. Ừ. Thấy tội nghiệp bà lắm, bà lội má mát rồi bà lột nó đi. Thấy tội lắm, trời ơi, tôi thiệt. Tôi cũng bán số lời đồng cắt mà. Thấy
bà cùng công nghiệp. Bà ơi, bà gì từ 8 mấy ngày? 81. 81. Tôi thân 81 mà còn sức khỏe để lội như vậy là cũng dữ lắm á. Chứ chứ đi đi bán hàng ngày, ăn hàng ngày mà. Con bà có nghèo không? Con bà không cũng có chồng có vợ nghèo nghèo không à. Dạ. Con đứa một con có chồng cũng nghèo khổ. Có được một người con gái hả chị? Ừ, có con gái đó, tội nghiệp đó. Có chồng rồi luôn rồi. Ừ, có chồng rồi. 84 mươi mấy gần 50 rồi. Dạ. Con nó được 21 tuổi, riêng đứa 13, 14 gì đó, hai đứa con gái không. Ừ. Không có con trai như nào chứ. Chị cũng hay bán vé số ở đây hả chị? Ừ, bán hàng ngày ở đây mà. Ờ, thấy tội lắm đỡ vậy. Thấy bà lội, em nghe bà kể là hồi sáng giờ bà bẻ được có hai bọc rau đó. Ừ, em nghe. Là từ hồi lúc sáng tới giờ á. Ừ, ông bà đi sáng sớm tới giờ đi. Sợ trời nắng rồi đi sớm sớm bây giờ vậy đó. Ừ, ngồi đang lặt vậy đó. Chê cái này nó có rau nghi vậy nè. Ừ, rau quá người ta chê, người ta ít có mua. Không, ráng lặt vậy đó. Chú cũng giúp đỡ cho bà thì cũng thấy tội lắm. Đây lên trên đài cây mới nhà hỗ tâm giúp đỡ ba đi. Vậy là ngoại tên là Tư Đèo ha. Không có con gái Tư Đèo. Con gái tên Đèo, tôi tên Lê Thị Liễu. Lê Thị Liễu là bà. Con gái Lê tên Đèo. Con gái là tên con Đèo. Ừ. Có nghĩa là con lại gần chùa con hỏi nhà của chị Tư Đèo là người ta biết ha. Ừ, hôm nay hỏi sao nhà Tám Liễu á. Tám liễu sát chùa mà sát chú chùa. Đi đường lộ cặp phía sông á, nằm phía sông á, nằm dưới mấy sông. Ừ. Chùa rồi nhà tôi khích bên chùa mà trở về 1.000 á nha. Dạ. trở xuống cái gì còn họ trở lên là không phải. Dạ. Trở lên là nhà người ta, nhà tôi sát chùa, nhà của người chị vợ trước, còn nhà tôi là phía sau. Con thấy ngoại có phích cà phê này là của ngoại mua hay là người ta tặng với ngoại? Mua không mà. Dạ. Mua uống đó. Dạ. Một ngày về mới mua một ca đó. Dạ, ngoại mua một ca như vậy là bao nhiêu ngoại? 10.000 ha. Ừ. Là hết một buổi bẻ rau của ngoại rồi. Ừ, hết buổi rồi đó. Mà không có nước mà chịu không nổi. Dạ, chú ở đâu? Chú ở Vĩnh Long xuống hay vậy? Dạ, em ở Vị Thanh. Ờ, Vị Thanh. Dạ. Hãy cũng giúp đỡ cho bà cụ đi. Dạ. Bán buôn ăn không chứ con không có ruộng có vườn gì chứ cái nhà không à. Gái bà cũng đâu có làm mướn gì thôi đâu cũng hay. Bà đi như vậy rồi bà sợ gắn gít không? Chứ đi xí á. Đi xí à? Sợ. Đi lại. Đi lại mẹ anh không có sợ gắn gít gì hết. Sao là mà lậu trong cỏ gắn gít. Chứ cũng đi. Người ta sợ gắn gít lắm chứ ngoại cũng không sợ luôn. Người ta biết cái gì không sợ. Đi khí mẹ anh à. Anh chú đi lỡ ra cái này chỗ đằng trước cái nhà sát chùa mà trở về 1.000. Rồi cái nhà chú sụp chú chấp. Cái chú về được ở ngoài hè. Cái nhà tường là có người ta cái chùa mà ở lá gì ngoại. Sụp nói lỡ đó đập nhà tường của bà thì không phải sụp cái trong luôn nhà chú sụp cái trong nha nhà tường là cái nhà trước rồi của người ta nhà chú kiếm sao. Bà đi đâu về trời? Đi đâu về trời? Bà hỏi bà đi đâu về? Đâu về? Sợ hả? Rồi chú về, chú về Vị Thanh hả? Dạ con ở Vị Thanh, con đang trên đường về Vị Thanh thì dọc đường con thấy cái cảnh của ngoại ngồi lặt rau. Rồi con thương quá, con ghé lại con hỏi thăm. Dạ. Đi đi, nữa chú giúp đỡ giùm cho bà cụ đi, chứ cũng mong mớ tiền nào bác cũng mừng. Thiệt á. Dạ. Bà khổ lắm khổ rồi. Trời ơi, không có con nhiều, phải có con nhiều con đỡ. Người ta có con. Có một đứa mà con gái. Gái người nó ở với mình nó nuôi. Nghiệp ổng chết 2 năm nay rồi. Ổng chết 2-3 năm rồi. Chết rồi nữa 3 năm rồi. 3 năm rồi đó hả? Tháng 2 nha, 3 năm rồi. Vậy là ông ngoại bị bệnh mắt hay gì ngoại? Bị bệnh. Dạ. Ông bệnh người hoài nghỉ. Dạ. Không có nhiều lòng. Nghỉ hoài nha, mệt chứ nghỉ hoài. Mệt nghỉ hoài.
Cô thấy mấy người già già cũng công nghiệp đó. Đó có tôi bán số, bà kia cũng bán số, tôi cũng mua cái cà phê đá làm cho bà kia rồi. Ồ, rau này con thấy ngoài để nắng quá nó héo luôn rồi. Dạ, bác rửa lại cái tôi xanh. Cái rau nước để vô ngâm màu rồi để da chắc cây xanh. Dạ. Không rau rau này là rau kêu là rau gì ngoại? Rau đó rau dịu, rau dền, rau này đủ tập tăng nè, đủ thứ nè, mồng gà, rồi rau gì vậy, rau dền. Mấy người bắt nó kêu ra tập tàng đó. Tập tàng nè. Rồi cái ngoại về ngoại ngâm nước ha. Đổ nước vô trong thau mình rửa rồi mình đổ vô thau nữa khi mình đi. Khi là ngoại phải đi bán á. Mượn ta mấy con nhỏ nó đi bán giùm chứ có bán đâu được, đâu có đi. Dạ nhưng mà khuya ngoại phải đi kêu giùm. Đi kêu giùm. Cho con gái bán hay vậy? Cho con gái với bán. Chứ có ai bán cho mình. Không thôi trong có chỗ cứ bán. Gái bán ra hoặc phải chợ đó thì ta gọi nó bán giùm. Con thấy ngoại đang lặt đột nhắn lòng thấy ngon quá nè. Ngon thọ bà cụ đi. Có rau mùng cái này nhân lòng quá mà nhân lòng à lắm chú có vợ mấy cháu rồi. Dạ con được hai cháu rồi. Còn nhân lòng chứ không ăn bổ đó. Miếng ngầu là lạc á đeo chưa nữa là bà lặn chi nó con đeo quá biểu má lặn chi chứ mang cầm để lại rồi mẹ ơi cho lạc cho sạch sạch người ta mua chứ để về lâm la gì tùm lum dâu gì không à lạc chứ mà lạc bớt bớt đi cho nên cái dao lạc ít lợi đem cái dao theo. Có khi nào ngoại lội như vậy ngoại bị dắt không? Dắt đeo hoài chảy máu mới đeo đây chảy máu nè hứa có chân à nó đeo chảy máu không hay về chảy máu. Rồi trời mưa ngoại có đi không? Trời mưa là đục. Dạ. Trời mưa đục mưa hết mưa đi. Sáng là mấy giờ ngoại bắt đầu lên đường? Có chừng 8-9 giờ, 7-8 giờ khi. Đi là hay, bây giờ là cũng gần chiều rồi nghe mà chưa về nữa đó. Bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Con về chú ơi. Dạ dạ. Không chừng vậy chứ. Về được rồi. Về được rồi. Bốn giờ mấy rồi đó nha chị ơi, về con nít kiệu à. 4 giờ mấy nha. 4 giờ mấy rồi. Thôi bây giờ cũng vậy ha ngoại ha. Con cũng sẵn đây con cũng ghé thăm ngoại rồi. Thì con gửi cho ngoại tiền uống cà phê nha. Thôi con cháu nó có cái lòng hảo tâm nó cho gì được nha. Dạ đây con gửi cho ngoại là 100 uống cà phê. Không con cái này con tặng ngoại. Con tặng ngoại nè. Lên trên đài là rồi sau này nếu mà có con và ngoại có duyên á thì con ghé con thăm ngoại nữa nha. Dạ đó. Dạ thì ngoại giữ gìn sức khỏe nha. Chú làm này từ từ lên trên đài là mấy người hỗ tâm giúp đỡ cho gì nữa đó. Tôi không biết gì chân á. Ai. Dạ rồi thì con chúc cho ngoại có thật là nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chú đi. Dạ. Dạ rồi. Thắng tính dạ dạ rồi. Thôi vậy con chào ngoại nha. Dạ. Dạ. Chú cũng giúp đỡ cho bà.